Đã có chồng và ba đứa con, cuộc sống gia đình vẫn còn khó khăn và vất vả. Nhưng chị Hồ Thị Thang ở thôn Thanh 1, xã Thanh, huyện Hướng Hóa vẫn hăng hái đến lớp học với khát khao được biết chữ. Mặc dù ban ngày chị phải lao động vất vả trên nương rẫy, nhưng đến tối, vào các ngày thứ 3, 5, 7, chị luôn tích cực tới lớp học. Phụ nữ xã gặp phụ nữ thôn lấy giúp Không biết chữ khổ lắm, nên khi nghe cán bộ đến nhà nói đi học, tôi liền đăng ký ngay. Từ nhỏ đến giờ tôi chỉ quen cầm cuốc, cầm cày, nay phải cầm bút viết. Thực sự rất khó, nhưng với quyết tâm muốn biết cái chữ nên tôi luôn tích cực đến lớp. Trong thời gian 4 tháng, các chị em phụ nữ dân tộc thiểu số ở đây sẽ được truyền đạt các kỹ năng cơ bản về nghe, nói, đọc, viết và một số phép tính cơ bản. Cùng với việc dạy xóa mù chữ, lớp học còn kết hợp tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, lối sống văn hóa, bài trừ các hủ tục lạc hậu. Kết thúc khóa học, đảm bảo chị em được biết đọc, biết viết, biết sử dụng các phép tính cộng trừ nhân chia đơn giản. Trước mắt thì Hội Liên hiệp Phụ nữ xã là tổ chức một lớp cơ bản đầu tiên. Thì trong thời gian tiếp theo thì Hội sẽ nhân rộng ra cái mô hình này, vì mô hình này rất hiệu quả cho chị em. Việc mở lớp xóa mù chữ bước đầu đã mở ra cơ hội cho chị em đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây, góp phần nâng cao trình độ dân trí, xóa nghèo bền vững, đồng thời tạo thuận lợi cho việc triển khai những chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đến với chị em và giúp họ áp dụng tốt hơn kiến thức khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi sản xuất, mang lại thu nhập, cải thiện cuộc sống.